Hello mọi người, chào mừng đã quay trở lại. Sử dụng các thiết bị flycam hay drone để quay chụp cho một ai đó, một nhóm người nào đó hay một phong cảnh nào đó là điều dĩ nhiên rồi, bởi vì chúng ta mua flycam để làm những điều như vậy mà. Tuy nhiên thì phần lớn thời gian và những cái người cầm flycam chính là chúng ta thì lại không có những cái thước phim hay là hình ảnh đẹp đẽ nào cả. Đấy, gao sắc không gọt được chuôi, đó chính là cái câu mà mình thường xuyên nghĩ đến mỗi khi mà mình cầm máy ảnh hay là flycam để quay chụp cho mọi người. Và video hôm nay thì dành cho những ai cũng giống như mình. Chúng ta hãy cùng xem một vài tip nhỏ để có thể là quay chụp cho chính bản thân mình một cách đẹp hơn và xinh hơn nhé. Đầu tiên đó chính là góc quay từ trên cao. Có thể nói rằng đây là một góc quay đơn giản và kinh điển nhất. Bởi vì ưu điểm của những chiếc flycam là nó có thể bay lên trên cao. Và riêng cái việc sở hữu một cái khung hình từ trên cao thôi, nó đã đem đến cho chúng ta một cái góc nhìn rất là khác và ấn tượng hơn rất nhiều so với máy ảnh thông thường. Thứ hai đó chính là góc quay xa gần. Góc quay này sẽ giúp chúng ta show được là mình đang đứng ở đâu, mình có thể thấy được toàn cảnh của cái khung cảnh đó. Và dần dần flycam sẽ tiến vào chủ thể, đó chính là chúng ta, để làm nổi bật chúng ta ở trong cái khung hình đó. Tuy nhiên thì có một cái lưu ý nho nhỏ khi mà các bạn quay những cái shot quay mà tiến vào gần chủ thể như thế này, đó chính là chúng ta sẽ không để flycam bay từ xa vào gần với mình, như thế nó rất là nguy hiểm. Và chúng ta sẽ cho flycam cất cánh ở một khoảng cách gần chúng ta, sau đó để cho nó bay ra xa. Và nếu như các bạn muốn có một cái cảnh tiến vào thì khi đó chúng ta sẽ hậu kỳ và tua ngược cảnh quay đó lại. Và cuối cùng đó chính là những góc quay follow. Trên những chiếc flycam đời mới chúng ta có một cái tính năng khá thú vị, đó chính là Active Track. Và ví dụ như là trên chiếc Mini 4 Pro trên tay mình đây. Và tính năng này sẽ giúp chúng ta có thể điều khiển cho chiếc flycam của mình, nó tự động đi theo chúng ta. Và cái này nó sẽ giúp cho những ai mà quay phim một mình vẫn có được những cái thước phim chuyển động vô cùng thú vị. Active Track thì nó sẽ giúp chúng ta sử dụng trong rất nhiều những cái chế độ quay thú vị. Tuy nhiên thì mình có một lưu ý nhỏ khi bạn sử dụng Active Track và sử dụng những cái cảnh quay Quick Shot với cái tính năng này. Đó chính là chúng ta nên quay ở những cái nơi nào mà nó thoáng này, nó ít vật cản, ít cây cối để tránh những trường hợp xảy ra tai nạn với máy bay của mình. Và với Active Track thì chúng ta sẽ có tính năng Trace và Parallel. Hai cái này là an toàn nhất và vẫn đem đến cho chúng ta những cái cảnh quay chuyển động vô cùng ấn tượng. Ok, và với 3 tip đơn giản này thì mình nghĩ rằng bạn đã có được những cái shot quay ấn tượng cho riêng mình rồi. Và nếu như nội dung này hữu ích thì đừng quên dành tặng cho chúng mình một like và một subscribe nhé. Và nếu như có thắc mắc này hay là vấn đề gì muốn hỏi đáp hay muốn xem thêm những tip trick thì đừng ngần ngại để lại comment ở bên dưới nhé. Và bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.